đại diện các hội đoàn, đảng phái, các cơ quan truyền thông, báo chí cùng Quý Đồng Hương, Quý Thanh Hùng. Chúng tôi là Võ Thị Minh Phượng, vô cùng hân hạnh được làm MC. Một người rất là nổi tiếng trong mấy năm vừa qua và trong cái giới hoạt động dân chủ thì ông Michael và Phương Minh Nguyễn. Có thể nói là một người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ bị một cái bản án ở trong Việt Nam và anh bị mấy năm tù ở trong Việt Nam. Thì hôm nay với tư cách là một thành viên của Liên minh Dân chủ đó thưa anh, thì anh có thể nói một vài điều về cái Liên minh Dân chủ, có mục đích hoạt động là như thế nào thưa anh? Dạ, thật sự tôi không phải là thành viên của Liên minh Dân chủ. Dạ, tôi là một nhân sĩ cũng như là mọi người, bởi vì tôi là một quân nhân chính trị và Liên minh Dân chủ có cảm tình và mời tôi tham dự để góp phần trong cái việc nói về vấn đề tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam. Thì cái mục đích là tiến trình dân chủ hóa là theo cái hướng nào thưa anh? Tức nghĩa là mình sẽ thay đổi cái độc tài hay là mình coi như là mình tiêu diệt cái hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc là mình thay thế bằng một nhà nước hay là một cái chế độ dân chủ hơn thưa anh? Dạ, cái mục đích đầu tiên hết ra là chúng ta muốn bảo vệ cái dân tộc được sống một cái nền tự do dân chủ, thì cái kế đến đó, là cái mục tiêu đó là chúng ta phải làm sao thay đổi cái chế độ đó từ cộng sản độc tài qua cái thể chế dân chủ mà do người dân làm chủ, người dân quyết định. Vâng, thì hiện giờ ở hải ngoại có rất nhiều các hội đoàn, các đoàn thể, thậm chí là rất nhiều các đảng phái nữa, và mọi một cái tổ chức riêng lẻ người ta đưa ra một cái tiêu chí riêng. Thì theo anh thì anh thấy rằng cái tiêu chí của cái đảng phái nào là đáng tin cậy, và cái Liên minh Dân chủ này thì theo cái hướng nào thưa anh? Dạ, thật sự thì tất cả mọi tổ chức cũng như những cái tiêu chí của các tổ chức đều góp phần trong cái việc thay đổi chế độ cộng sản đều là cái điều tốt. Cái quan trọng là làm sao tất cả các tổ chức cùng ngồi lại và cùng kết hợp, cùng làm những cái công tác như công tác ngoại vận, công tác truyền thông, công tác nghĩa là đấu tranh một cách hiệu quả và tạo được cái niềm tin cho người dân trong nước cũng như cái sự hỗ trợ của đồng bào ở cộng đồng hải ngoại. Vâng, thì anh mới vừa nói là cái công tác mà vận ngoại vận đó, thì ngoại vận đó là có thể ngầm hiểu rằng là liên quan tới các cái giới của Hoa Kỳ chẳng hạn, ví dụ như là quốc hội hay là các nước đó. Thì nhưng mà trong khi mà Hoa Kỳ thì họ lại nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam theo kiểu là quan hệ chặt chẽ với Việt Nam, thì cái điều đó nó có cản trở các hoạt động của anh hay không? Khi mà thực sự cái chính sách của Hoa Kỳ đó là nâng cấp ngoại giao với Việt Nam cũng chỉ nhằm gọi là tương lợi của đôi bên trong cái việc kinh tế cũng như vấn đề giao thương. Tuy nhiên chính phủ Hoa Kỳ vẫn có những mục tiêu rất rõ ràng, đó là dân chủ hóa những cái quốc gia độc tài và dân chủ. Nhà bạn không thể phải sợ mí. Vâng, xin mời anh. Tiến sĩ về mình có về. Chưa về. Có tiến sĩ không? Dạ. Không để rồi còn về cái đó chứ. Dạ. Phương. Bài. Dạ. Trước khi trả lời anh Michael, cho nói lại Michael Mương, Minh Phương hay Phương Minh? Michael Phương Minh. Phương Minh tức là tên Minh ha? Tên Phương. Tên Phương. Nhưng mà trong giấy tờ của mình là Michael Phương Minh Nguyễn. Nhưng mà tên là Phương, đúng không? Anh Michael Phương rồi. Xin mời anh tiếp ạ. Xin mời anh Phương tiếp tục. Dạ. Thì thật sự thì chính phủ Hoa Kỳ nâng cấp ban giao với Việt Nam hay những cái quốc gia độc tài cũng chỉ vì tương lợi đôi bên về mặt kinh tế cũng như về mặt xã hội. Tuy nhiên chính phủ Hoa Kỳ vẫn có những cái chủ trương để dân chủ hóa những cái quốc gia có tính cách độc tài và cộng sản, hoặc là những cái quốc gia mà áp bức người dân. Đó là cái chính sách của Hoa Kỳ từ trước tới nay. Họ nâng cấp bất cứ một lĩnh vực nào nhưng mà họ vẫn có những cái chính sách để thay đổi cái chế độ đó. Vâng, anh có thể nói một chút về cái thời gian mà anh đang bị cầm tù ở trong Việt Nam đó, thì gặp những cái khó khăn nào mà anh đáng nhớ nhất ạ? Dạ, thực sự thì ở trong tù thì luôn luôn là sự khắc nghiệt. Cái điều đáng nhớ nhất đó là tôi biết được ở hải ngoại có rất là nhiều tổ chức như mạng lưới nhân quyền, các tổ chức đấu tranh dân chủ hay nhân quyền,
thì và các cơ quan truyền thông cũng như các anh các YouTube đã góp phần trong cái việc lên tiếng và hỗ trợ cho gia đình tôi mạnh mẽ và vận động được chính phủ các quan chức Hoa Kỳ, dân biểu và thượng nghị sĩ để diễn ra cuộc. Lúc đó thì cơ quan, mấy cái cơ quan ở trong Việt Nam đó, người ta đem ra xét xử anh, và anh với tư cách là một cái người Mỹ, tức là có quốc tịch Hoa Kỳ đàng hoàng, thì như vậy thì anh có bị phân biệt đối xử dữ dội hay không, hay là có bị đàn áp, có bị tra tấn, hay có bị coi như ngược đãi như thế nào dữ dội không thưa anh? Dạ, thực sự thì trên bề mặt thì họ không trực tiếp mà hành hung mình, nhưng mà khi mình bình vào trong buồng giam thì họ cử vào buồng giam để gọi là áp bức tôi, như là đánh đập này kia. Cụ thể là như thế nào thưa anh? Dạ, thì họ tạo những cái sự khó khăn từ ăn uống cho tới giấc ngủ, và họ đánh tôi khi họ cần. Dạ, còn trong quá trình mà lấy lời khai thì người ta có làm những cái thủ thuật gì mà nhiều khi mà người ta cho rằng là đàn áp không? Dạ, thật sự thì cái đó thì tôi đã đối phó được với họ, không có gì trở ngại. Liên minh Nhân Dụ và cộng đồng người Việt Nam Cali buổi thuyết trình và hội luận tiến trình nhân dụ hòa lại Việt Nam, ước mơ và thực tế. Cali. Trước tiên xin trân trọng được ghi nhận vài quý khách và quý hội đoàn hiện diện hôm nay. Vì thời gian eo hẹp, chúng tôi chỉ xin đọc một chào mừng chung và đọc một số tên tiêu biểu. Chúng tôi ghi nhận có giáo sư Trần Huy Bích. Thầy Bích là một trong những người cố vấn của Viện Việt Học Đức, và thầy là một trong những người mà chúng ta trong cộng đồng Nam Cali ai cũng được biết đến. Dạ, giáo sư Trần Huy Bích. Chúng tôi ghi nhận có được anh Thanh Huy của Việt Báo, anh Văn Ngô của Mạng Lưới Nhân Quyền, anh Phan Trần Anh, Hội Ái Hữu Tù Nhân, ông Nguyễn Bá Tùng của Mạng Lưới Nhân Quyền, cô Nguyễn Kim Ngân, chị Kim Ngân của Viện Việt Học, anh Thanh Phong của Nhật Báo Miễn Đông, chị Thâu Châu là một người cá nhân, chị Lâm Dung, anh Văn Lan, Nhật Báo Người Việt, anh Vũ Linh, cá nhân, anh Võ Hoàng Hải, anh Võ Nguyên, Liên Lê, Minh Giang, ông bà Nhân Nguyên, Trần Lê Hồng Phước, Liên hội Người Việt Canada, chị Tâm An của Việt Live TV, rất cảm ơn chị. Võ Thành Nhân, SBTN, ông Đỗ Hoàng Nguyên, cá nhân, chị Đỗ Thị Thuấn, Mạng Lưới Nhân Quyền, cô ông Huỳnh Công Kỉnh, chị Nguyễn Minh Nguyệt, anh Nguyễn Kiệm, Nhân bản Xã hội. Còn một danh sách nữa nếu như vừa nhớ, nhưng mà có lẽ là không, chứ ở đây không có. Đây thì xin danh sách khá dài, chúng tôi chỉ xin được chào mừng chung tất cả những khách còn lại, và xin quý vị niệm tình lượng thứ cho. Kính thưa quý vị, niềm ao ước có được một nước Việt Nam thực sự tự do, dân chủ, công bằng, nhân bản có lẽ đã, đang và vẫn sẽ là những khắc khoải rất rất nhiều người trong từ gần 50 năm nay. Dẫu biết việc xây dựng một nền móng dân chủ tự do cho một quốc gia đã bị Đảng Cộng sản cai trị bao thập niên là một điều khó khăn, cần sự đấu tranh, trì chí, thuận với lòng dân, chúng tôi vẫn tin rằng đây đó vẫn còn có những tấm lòng
hướng về quê hương, sẵn sàng dấn thân thắp lên ngọn đuốc giữa đêm tối mịt mù. Trong nỗ lực liên kết những tấm lòng yêu nước, muốn dấn thân cho một ngày mai tươi sáng cho Việt Nam, Liên minh Dân chủ và Cộng đồng Việt Nam, Nam Cali đã đồng đứng ra tổ chức buổi hội luận hôm nay với 4 diễn giả, mà người diễn thuyết chính là một nhà đấu tranh, một cựu tù nhân lương tâm lỗi lạc, anh Nguyễn Tiến Trung. Xin mời anh Nguyễn Tiến Trung đứng lên cho mọi người nhận diện. Sau phần trình bày của 4 diễn giả lần lượt, chúng ta sẽ có phần hội luận. Trên tay của quý vị hẳn đã có tờ giới thiệu về các diễn giả trong chương trình, nên chúng tôi chỉ xin vắn tắt vài dòng về mỗi vị. Thuyết trình viên đầu tiên là cựu thượng nghị sĩ liên bang Canada, ông Ngô Thanh Hải, một người đã gắn bó với việc đấu tranh tìm giải pháp cho Việt Nam được dân chủ hóa từ hơn 4 thập niên qua. Ông hiện là chủ tịch của Liên minh Dân chủ Việt Nam. Xin trân trọng kính mời Chủ tịch Ngô Thanh Hải. Xin quý vị cho một tràng pháo tay nồng nhiệt để tiến tới phía trước. Kính thưa quý vị lãnh đạo của các đoàn thể đấu tranh tại Cali, kính thưa quý vị lãnh đạo các cộng đồng, kính thưa quý trưởng thôn, kính thưa quý vị tất cả các đoàn thể đấu tranh tại hải ngoại đều có một đường hướng hoạt động, một sách lược và con đường khôi phục cho sự toàn vẹn lãnh thổ và quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam. Liên minh Dân chủ Việt Nam cũng đã đưa ra một lộ trình dân chủ hóa cách đây cũng khoảng hơn 10 năm. Hôm nay thì tôi xin trình bày sơ lược về chủ nghĩa, chủ thuyết dân tộc sinh tồn. Chắc quý vị cũng đã biết tác giả của chủ nghĩa dân tộc sinh tồn, đồng thời cũng là người sáng lập và lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng, tên thật là Trương Tư Anh, sinh năm 1914. Quý vị cũng đã biết rõ cho đó, tôi xin không đi vào chi tiết. Chủ nghĩa dân tộc sinh tồn sống với nhiều thế hệ của những người Việt yêu nước, được xem như ngọn đuốc soi đường đấu tranh cho sự sống còn của dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc sinh tồn ra đời trong bối cảnh của đất nước cùng một lúc bị hai đọa quả là thực dân và cộng sản. Chủ nghĩa dân tộc sinh tồn vào năm 1964 đã được giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã diễn giải và trình bày, phân tách, hệ thống hóa thành học thuyết chính trị cho chế độ dân chủ pháp trị của Việt Nam. Mục đích thiêng liêng của mọi hành động của con người từ xưa đến nay là mưu sự sinh tồn cho mình. Để tồn tại, mọi sinh vật cần có bản năng biến cải. Luật tranh đấu đòi hỏi con người phải biến cải để thích ứng với hoàn cảnh xã hội, chính trị, và sự tranh đấu này không bao giờ chấm dứt. Trong cuộc sống, con người có nhiều nhu cầu về tinh thần cũng như vật chất, và có được hạnh phúc nếu các nhu cầu đó được thỏa mãn, thường qua những hành thức tranh đấu. Tranh đấu với thiên nhiên, tranh đấu với đồng loại, với chính bản thân mình. Tóm lại, dân tộc hay quốc gia là sự hợp quần của con người, của gia đình và dân tộc, một điều kiện cốt yếu cho sự sinh tồn của quốc gia. Căn bản là chủ nghĩa dân tộc sinh tồn tôn trọng những quyền tự do căn bản của con người và xem quốc gia là một tổ chức đặt ra để giúp vào sự sinh tồn của con người. Vì sự sinh tồn của con người bao giờ cũng phải được xem là cứu cánh sau cùng của xã hội. Do đó, quyền tự do báo chí, quyền tự do thông tin, tín ngưỡng, tôn giáo, vân vân, quyền tư hữu và thứ nhất là quyền tự do về nghiệp đoàn phải được luôn luôn thực hiện.
bản năng sinh tồn và ý thức đồng loại đã có sẵn trong người của chúng ta. Vì vậy, chúng ta thường gần gũi với nhau, yêu mến nhau, giúp đỡ nhau như giống mình. Từ đó, chúng ta yêu gia đình của chúng ta yêu quê hương của chúng ta, dân tộc và sẵn sàng hy sinh cho họ. Vì vậy, chủ trương vô gia đình, vô tổ quốc là chủ trương sai lầm, phản với bản năng của con người. Tóm lại, chủ nghĩa dân tộc sinh tồn là một lựa chọn phù hợp trong cuộc tranh đấu để loại trừ tà thuyết tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, cứu người cộng sản và cuộc chế độ cộng sản. Liên minh Nhân chủ Việt Nam chúng tôi chủ trương phối hợp với tất cả các đoàn thể, đảng phái, những nhà tranh đấu cùng đồng bào hải ngoại và quốc nội để tạo sức mạnh để hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu nơi quê nhà. Chúng ta là đoàn thể tranh đấu ở hải ngoại với nhiệm vụ yểm trợ cho cuộc tranh đấu trong nước. Do đó, vấn đề công tác ngoại vận rất là quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã được sự căn dặn cặn kẽ của giáo sư Huy để lại cho những đoàn viên Liên minh Nhân chủ Việt Nam. Thứ nhất là chúng tôi phải đặt quyền lợi tổ quốc lên trên hết, quyền cá nhân và phe nhóm. Không được nhân danh bất cứ ai có thể làm tổn thương đến quyền lợi tối thượng này. Dù cho đổi vật sau đời, không bao giờ quên mình cái hướng tranh đấu cho nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, phú cường và tiến bộ. Phải xem những người quốc gia đang tranh đấu ở nhiều tổ chức khác nhau là chiến hữu của mình. Dù cho sống dọc đồi cũng không được phản công chống đối, gây chia rẽ các đoàn thể bạn, đưa đến nguy cơ làm suy yếu tiềm lực đấu tranh chung. Bản sắc của dân chủ là đối thoại, thuyết phục, xây dựng, chứ không phải là đả phá, áp bức, triệt hạ. Sống trong các nước dân chủ, phải học dân chủ để có tác phong dân chủ. Chúng tôi đã đề cập đến vấn đề ngoại vận là một vấn đề rất là quan trọng đối với chúng ta. Các đoàn thể đấu tranh không cộng sản tại hải ngoại cũng như cộng đồng quốc gia không cộng sản tại hải ngoại đã có một tư thế, một sức mạnh và một ưu thế chính trị đối với các quốc gia nơi mình cư ngụ. Đó là lá phiếu của chúng ta và tham gia vào dòng tranh. Vì giáo sư thấy rằng vấn đề ngoại vận rất quan trọng nên giáo sư đã vận động trên thế giới các quốc gia tự do và ông đã thành công và lập ra Ủy ban Quốc tế Yểm trợ Việt Nam Tự do, gồm các dân biểu thượng nghị sĩ tại Hoa Kỳ, tại Anh Quốc, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Hà Lan, Úc, Canada, kể cả Đài Loan. Sau khi Liên Xô sụp đổ, hai quốc gia vừa tha nhập là Estonia và Latvia cũng đã gia nhập Ủy ban Quốc tế Yểm trợ Việt Nam Tự do nhằm ủng hộ công cuộc tranh đấu của chúng ta. Ngoài những vị thượng nghị sĩ, các dân biểu còn có các tướng lãnh, các giáo sư đại học và trên thế giới. Do đó chúng ta thấy rằng cái công việc ngoại vận của chúng ta rất quan trọng. Vừa mới đây, vấn đề Việt Nam xin vô, vấn đề WTO đã bị Hoa Kỳ bác bỏ. Đó là nhờ công của ai, là sự áp lực của cộng đồng người Việt của chúng ta tại địa phương này. Chúng ta nói với chính phủ Hoa Kỳ, các dân biểu và thượng nghị sĩ, lần đầu tiên họ chỉ nói xin gia hạn lại một tháng cho đến tháng 8, và tháng 8 thì họ trả lời không. Do đó tôi thấy rằng cái vấn đề ngoại vận của cộng đồng của chúng ta rất quan trọng. Cũng như bên Canada của chúng tôi, khi mà Canada ký CPTPP với Việt Nam, trong đó có 10 nước, trong đó có Úc, Burma, Chile, Nhật Bản, Malay, Mexico, Tân Tây Lan, Peru, Singapore. Canada buộc Việt Nam ký một cái memorandum, 7 cái memorandum riêng với Canada. Trong 7 cái memorandum đó,
có vấn đề dĩ nhiên vấn đề nhân quyền vân vân, nhưng mà cũng có một cái là tự do thành lập công đoàn độc lập ở Việt Nam. Liên hội người Việt Canada đã áp lực chính phủ Canada và buộc chính phủ Canada phải đề cập đến những vấn đề đó. Thì do đó liên hội đã thành công một phần là áp lực được buộc chính phủ Canada và Việt Nam Cộng sản phải ký kết 7 cái memorandum đó. Sau này khi mà Cộng sản không thực hiện hoặc là không thi hành các cái điều kiện mà đã ký kết với Canada, Liên hội Người Việt Canada cũng đã đứng lên và tố cáo, nêu lên cái sự vi phạm đó cho chính phủ Canada. Thì chúng tôi nhận thấy rằng áp lực ngoại vận của cộng đồng rất là quan trọng. Mạnh hơn nữa, nếu được cộng đồng của chúng ta nên gia nhập vào dòng tránh, có những dân biểu, những thượng nghị sĩ liên bang đối với chính sách ngoại giao thì chúng ta sẽ có tiếng nói và sẽ có ảnh hưởng. Bên Canada lúc trước đầu thì chúng tôi có một dân biểu Việt Nam tên là Thái Thị Lạc, sau đó chúng tôi có một dân biểu tên là Hoàng Mai, hai người dân biểu khác nữa là cô Quách Minh Thư và tôi là thượng nghị sĩ trên Canada. Chúng tôi có 4 người để vận động trên vấn đề Việt Nam. Thật ra do đó cái chính sách của Việt của chính phủ Canada đối với Việt Nam lúc đó, Việt Nam rất là ngại ngùng và họ làm áp lực chính phủ Canada rất là nhiều đối với những dân biểu của người Việt gốc Canada tại đó. Thật ra do đó trong cái vấn đề mà ngoại vận thì công việc đó là công việc của các tổ chức của cộng đồng Canada ở ngoài này, của cộng đồng và các tổ chức của Hoa Kỳ nơi địa phương chúng ta cư ngụ, chúng ta phải áp lực các dân biểu, các thượng nghị sĩ để chúng ta đạt được những gì mà chúng ta muốn và những gì mà chính phủ Hoa Kỳ muốn đặt để đối với Cộng sản Việt Nam. Thành ra tôi thấy rằng sức mạnh của cộng đồng, các tổ chức làm áp lực với các chính trị gia tại địa phương mình cư ngụ để họ ủng hộ mình trong cái những việc mà mình cần làm. Do đó thì tôi xin tóm lại, cái thứ nhất là cái chủ thuyết chủ nghĩa dân tộc sinh tồn là đối lập lại chủ nghĩa của Cộng sản Việt Nam. Thứ hai, về vấn đề ngoại vận, sức mạnh của cộng đồng tại hải ngoại và các tổ chức chính trị tại hải ngoại, chúng ta nếu được đoàn kết với nhau và làm chung với nhau để chúng ta tạo một sự áp lực rất là cần thiết để cho công cuộc tranh đấu của chúng ta càng sớm càng nhanh chóng để nhân dân Việt Nam thoát khỏi Cộng sản Việt Nam trong một ngày ra trận. Xin cảm ơn. Anh Michael Phương là khi chúng tôi được rất là hân hoan có được sự tiếp tay và chia sẻ những nhiều lực của hoạt động của dân chủ của anh Michael Phương, một cựu tù nhân chính trị. Anh Phương cũng là người làm cái tấm phương vướng hôm nay và tờ chương trình thật là đẹp cho chúng ta. Trong đây thì có cái bio của bốn vị diễn giả hôm nay. Cảm ơn anh Michael Phương rất nhiều. Dạ, thưa xin mời anh Michael Phương lên để trình bày cho quý vị. Xin kính chào tất cả quý vị quan khách. Thực sự thì tiến sĩ Hoàng Thanh Hải đã nói hết tất cả những gì mà tôi định nói hôm nay. Tuy nhiên, tôi xin bổ túc và đóng góp thêm một phần số việc mà tôi cảm nghiệm được. Tôi rất hân hạnh
góp phần trong buổi thuyết trình với chủ đề tiến trình dân chủ cho Việt Nam. Và cái phần tôi chia sẻ như giáo sư đã như tiến sĩ vừa nói, đó là công tác ngoại vận cho dân chủ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thực tế khi chúng ta chưa có thực lực, chúng ta không thể làm công tác. Thực tế khi chúng ta chưa có thực lực, chúng ta không thể ngoại vận. Chúng ta phải xác định điều đó. Tôi xin được đính chính nhằm để gấp lời diễn thuyết hôm nay là tôi mạo muội đổi thành những yếu tố cần và đủ cho việc vận động dân chủ tại Việt Nam. Thưa quý vị, sau nhiều ngày tháng bị cầm tù với mức án 12 năm với tội danh lật đổ nhà nước, trong những ngày tháng đó tôi nghiệm ra rằng chế độ xảo quyệt này sẽ sụp đổ, bởi vì tôi đã nhận diện được lòng dân đã dâng tràn và chỉ chờ tức nước vỡ bờ. Với sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ là do nhiều tổ chức, nhiều cơ quan truyền thông Việt và Mỹ cũng như thân hữu đã hỗ trợ gia đình tôi, vận động cho tôi được tự do và về lại Hoa Kỳ sum họp với gia đình. Với sự kiện đó tôi nghiệm thấy nếu thật sự tất cả chúng ta là những người quan tâm đến dân tộc trường tồn, người dân được sống trong một chế độ tự do dân chủ, thì tôi xin được chia sẻ ba điều như sau. Thứ nhất, chúng ta phải là một thực thể. Thứ hai, chúng ta phải tác động được Hoa Kỳ và quốc tế. Thứ ba, chúng ta phải tương tác với các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho dân chủ tự do tại các nước cộng sản và độc tài. Qua ba điều nói trên, tôi xin được chia sẻ như sau. Điều thứ nhất, khi chúng ta là một thực thể được Hoa Kỳ và quốc tế chứng nhận thì chúng ta phải làm ba việc. Việc thứ nhất, phối hợp tất cả các tổ chức đấu tranh cùng chung một mục đích, một mục tiêu trong việc vận động dân chủ cho Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Các tổ chức không được phân biệt đảng phái, không được phân biệt khuynh hướng đảng phái chính trị của Hoa Kỳ hay tất cả bất cứ quốc gia nào. Và mục tiêu chính của các tổ chức kết hợp lại với nhau đó là phục vụ, vai trò phục vụ chính cho người dân trong nước được tự do, ấm no và thịnh vượng. Kế đến, tạo tiếng nói chung trong và ngoài nước, thì lúc đó người dân trong nước mới có niềm tin và hy vọng để hưởng ứng và thúc đẩy dân chủ hóa tại Việt Nam. Thì như vậy, quốc tế sẽ nhìn thấy được một lực lượng đối kháng ở trong nước đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Lĩnh vực thứ hai, cần sự phối hợp của nhiều cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới. Qua sự liên kết của cộng đồng Việt Nam, mỗi quốc gia, sự phối hợp của cộng đồng người Việt là nền tảng cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong tác động dân cử đến cộng đồng người Việt, có liên quan đến cộng đồng người Việt như khối cử tri, như thượng nghị sĩ vừa nhắc tới, là hậu thuẫn. Cộng đồng người Việt cũng là hậu thuẫn cho mọi hoạt động trong việc vận động dân chủ tại Việt Nam. Trong hậu thuẫn đó gồm có nguồn nhân lực, nguồn tài lực và nguồn trí lực. Như hiện nay
Tổ chức Cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ đã nỗ lực kết nối nhiều cộng đồng, trên 30 cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, và tất cả đã đồng lòng, đã đồng hành cùng lên tiếng những vấn đề, những vấn nạn của Việt Nam trong nước, và cũng đã ngăn chặn những lũng đoạn của nhà cầm quyền cộng sản trong cộng đồng của chúng ta. Lĩnh vực thứ ba là chúng ta phải nỗ lực phối hợp nhiều nhà hoạt động xã hội dân sự, thân hào nhân sĩ, chuyên gia các ngành, với sự đồng hành của nhiều người, nhất là thân hào nhân sĩ, không đông đảng phái hay bất cứ một tổ chức nào, cũng là một tiềm năng rất tốt cho việc vận động dân chủ tại Việt Nam, như học giả, chuyên gia, doanh nhân, các ứng cử viên, các dân cử gốc Việt địa phương cho tới liên bang, và các người quan tâm đến một Việt Nam tự do và dân chủ. Hầu hết các phần nói trên sẽ góp phần tích cực cho uy tín cho việc vận động tự do dân chủ tại Việt Nam. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ ở đây, khi chúng ta có thực lực hay là một thực thể, thì điều thứ hai này rất quan trọng, đó là chúng ta có khả năng để tác động với Hoa Kỳ và quốc tế. Chúng ta thực hiện ra một ủy ban vận động Hoa Kỳ và quốc tế ủng hộ tự do dân chủ như giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã thực hiện. Ủy ban này là do nhiều thành viên của nhiều tổ chức cùng phối hợp, cùng hỗ trợ cho công việc vận động một Việt Nam dân chủ. Thì vai trò của các tổ chức này, của ủy ban này do các tổ chức đề ra, đó là thường xuyên liên lạc và đề nghị thúc đẩy dân cử tại địa phương, quận hạt, tiểu bang, liên bang, và những điều mà người dân trong nước cần đến như nhân quyền, dân quyền và vấn đề luật pháp lao động để không bị bóc lột và áp bức. Ủy ban này trực tiếp hỗ trợ và đồng hành với các tổ chức có và đang hoạt động, tạo nên sự chú ý không nhỏ đối với các dân cử và quan chức của Hoa Kỳ trong thời gian qua, như mạng lưới dân quyền, tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam. Ba tổ chức đã thường trực liên hệ, đồng hành để đẩy mạnh cho dân chủ cho Việt Nam. Xin mở mạng, mạng lưới nhân quyền còn gọi là Việt Nam Human Rights Network. Người đứng chủ đầu là anh Nguyễn Bá Tùng, hiện diện hôm nay có mặt ở đây. Hàng năm tổ chức mạng lưới nhân quyền, hàng năm tổ chức mạng lưới nhân quyền đã tác động đến các quan chức Hoa Kỳ về việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã áp bức người dân, bắt bớ, cầm tù của các nhà bất đồng quan điểm, đối xử với bất công với những người dân oan, lên tiếng cho nhiều người hoạt động bất đồng chính kiến, các nhà báo độc lập và dân oan bị tù đầy. Trong đó có luật sư Võ An Đôn, luật sư Võ An Đôn hiện diện nơi đây, mới vừa qua Mỹ, như nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung có hiện diện ở đây, và tôi đã bị những bản án nặng nề trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, mạng lưới nhân quyền cũng được nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế nhận diện và công nhận, đó là một điều đáng mừng. Thứ hai, tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, còn gọi là Việt Nam Human Rights Day, May 11. Tổ chức này thực hiện theo sự chứng nhận của Quốc hội Hoa Kỳ, do nhà hoạt động bác sĩ Nguyễn Đăng Quế chủ xướng. Quốc hội Hoa Kỳ đã chọn ngày 11 tháng 5 hàng năm là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Đó là một điều đáng mừng cho cộng đồng của chúng ta.
trong sự việc này, Ngài Nhân quyền Việt Nam đã tổ chức những cơ hội tiếp xúc và mời gọi các dân cử cũng như quan chức Hoa Kỳ đến tham dự và lên tiếng cho Việt Nam về vấn đề nhân quyền và dân quyền được tôn trọng, trong đó cũng có nhấn mạnh phần dân chủ và tự do cho người dân ở trong nước. Qua nhiều lần tổ chức, họ đã trình bày trực tiếp với các dân biểu, thượng nghị sĩ, Bộ Ngoại giao với các điều mà nhà cầm quyền Cộng sản đã vi phạm với công ước quốc tế và những giao ước với Hoa Kỳ. Kế đến, tổ chức Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, còn gọi là Alliance for Vietnam Democracy. Tổ chức này thường xuyên liên lạc với các dân cử, các quan chức Hoa Kỳ và quan trọng nhất là các chính phủ quan tâm đến dân chủ cho Việt Nam. Họ thường xuyên trực tiếp tham dự vào các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và các diễn đàn mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bị loại. Ngoài ra, còn nhiều tổ chức và nhiều nhóm góp phần trong việc đồng hành và hỗ trợ cho các tổ chức nói trên. Và điều sau cùng là điều thứ ba, là cũng là trong một điều đầy đủ nhất để cho chúng ta thực hiện một tiến trình dân chủ cho Việt Nam, đó là tương tác với các tổ chức quốc tế Hoa Kỳ quan tâm đến dân chủ và tự do cho các quốc gia độc tài, cũng như tổ chức National Endowment for Democracy, United States Agency International Development, Democracy Tourism Initiative, International Democracy Institution. Các tổ chức vừa qua là những cơ quan đóng vai trò hỗ trợ và tài trợ các hoạt động dân chủ ở các quốc gia với cơ chế cộng sản hay là độc tài. Vai trò của họ là xây dựng chính thể, góp phần xây dựng chính thể như bầu cử tự do, tái lập hiến pháp theo đường hướng tự do và dân chủ, thành lập những cơ quan tư pháp, hệ thống chính phủ, chấp nhận tự do truyền thông và khích lệ cho phép các tổ chức xã hội dân sự hoạt động với các lĩnh vực như tạo sự quan tâm và chú ý đến pháp quyền, hướng dẫn cử tri. Về mặt xã hội, họ hỗ trợ đường hướng xây dựng và ổn định nền tảng xã hội, ấn định tiền tệ trao đổi, quy định các lĩnh vực nông nghiệp, kỹ nghệ, tài chính, y tế và giáo dục. Mở rộng cơ hội cho các ngành nghề và thương mại được phát triển. Qua các cơ quan nói trên sẽ giúp cho chúng ta có thể tiến hành việc xây dựng dân chủ cho Việt Nam nếu chúng ta thực sự đồng lòng cùng nhau kết hợp để đẩy mạnh cho dân chủ cho Việt Nam. Những điều vừa qua, trình bày vừa qua cho chúng ta thấy việc vận động tự do và dân chủ cho Việt Nam, cho người dân trong nước, một điều khả thi và mọi người có thể góp sức cùng thực hiện. Để xin thay lời kết hôm nay, sự tự do dân chủ cho mọi người dân trong nước phải được thúc đẩy và nỗ lực phối hợp của nhiều mọi thành phần quan tâm đến dân tộc trường tồn, thì một thực thể chính nghĩa sẽ được chứng nhận. Từ đó chúng ta sẽ đặt được bật đèn xanh cho quốc tế vào cuộc, chứ không để bất cứ một thế lực nào bật đèn xanh cho tiến trình của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và lời chào tinh thần đồng hành cho tiến trình dân chủ cho Việt Nam. Cô Phương rất là nhiều. Tiếp theo đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Kim Bình. Anh là Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Nam Cali. Anh Bình sẽ trình bày về những kết hợp của các đoàn thể người Việt quốc gia để duy trì và phát huy những sinh hoạt cộng đồng. Xin mời anh Kim Bình. Sau khi anh Kim Bình trình bày, thì chúng ta sẽ có một màn đồng ca, mời mấy anh chị Liên minh Dân chủ chuẩn bị.
cảm ơn Minh Phượng và kính chào tất cả quý vị. Trước khi bắt đầu, tôi xin thay mặt cho cô MC giới thiệu một vị khách vừa mới đến, đó là anh Charlie Nguyễn Mạnh Chí, thị trưởng ở thành phố Westminster. Không biết là Trung có biết đã có dịp gặp anh Chí nhiều lần chưa? Tôi còn nhớ khoảng 20 năm trước, lúc mà Trung còn đang học ở Pháp, thì thời gian đó, lúc đó anh Chí còn trẻ lắm, chắc cỡ tuổi Trung bây giờ. Sau anh Chí cho phải tiết lộ tuổi xíu xíu, tuy là bây giờ anh cũng còn không có trẻ, nhưng mà 20 năm trước thì cái lúc anh Chí, anh Phương và anh ở cái tuổi giống như Trung bây giờ. Và tụi anh biết đến với nhau, chúng tôi quen với nhau lúc ban đầu là từ những cái buổi mà đem thắp nến và những cái sinh hoạt ở vỉa hè. Và một trong những cái lý do mà những người như tôi, anh Phương, anh Chí vẫn còn tiếp tục tham gia sau đó cũng là vì những người trẻ giống như Trung. Không biết anh Chí còn nhớ không, cái ngày mà Trung bị bắt khoảng chừng 15 năm trước, mình cũng tổ chức những buổi thắp nến và có một lần walkathon, không phải cho Trung không mà cho anh Trần Mình Duy Thức, cho Lê Công Định. Cho nên ngày hôm nay gặp lại các bạn ở đây, đến đây để ủng hộ cho mấy người bạn trẻ, trong số đó có những người như Phan từ bên Maryland này, và anh Vũ Hoàng Hải 20 năm trước thì cũng là còn lại trong tù hay là chuẩn bị để vào tù. Trong suốt 20 năm vừa rồi thì mình thấy là, xin lỗi quý vị, đáng lý ra thì tôi cũng phải chuẩn bị một cái bài diễn văn để tiếp tục cái ý của anh Phương, nhưng mà vì cái buổi hội ngộ hôm nay đặc biệt, thành ra xin được tâm sự thôi. Để cho Trung cũng biết luôn, thì trong suốt 20 năm vừa rồi, sở dĩ với những người như anh Phương, anh Chí, anh Vũ Hoàng Hải vẫn còn tiếp tục là vì có những người trẻ hơn giống như Trung đã đi trước tụi anh. Và vì vẫn còn những người trẻ như vậy, ngày hôm nay những người như là Đoan Trang, mà cái thế hệ của chúng tôi không có thể bỏ cuộc được. 20 năm nhanh lắm này. Ngày hôm nay, theo tài liệu chính thức, thì cái tuổi trung bình của một người Việt Nam là 35 tuổi. Tức là một nửa dân số Việt Nam, 50 triệu người Việt Nam đã được sinh ra ở cái tuổi dưới 35, tức là họ sinh ra sau năm 1989. Nếu mà Trung còn ở lại trong nước thì cũng không còn được coi là trẻ nữa, vì mình đã qua cái tuổi trung bình này. Một cái tuổi trung bình của người Mỹ gốc Việt, theo tài liệu thống kê của chính phủ ở bên đây là 46 tuổi. Một người Mỹ gốc Việt ở Mỹ, vì Việt Nam là quốc gia rất trẻ so với những nước ở Tây Phương. Cho nên Trung, nếu bây giờ qua định cư ở Mỹ thì trở thành một người trẻ trở lại, bởi vì vẫn còn dưới cái tuổi trung bình. Cái tuổi trung bình ở trong phòng này á, nếu mà tôi đoán không lầm, khoảng chừng 56. Dạ. Thì đó là vấn đề của chúng ta, của cái phong trào dân chủ ở hải ngoại này, khoan nói chuyện trong nước. Đây là vấn đề lớn nhất, theo tôi nghĩ, để thực hiện những ước mơ mà anh Phương, nghệ sĩ Ngô Thanh Hải đã đưa ra lúc ban đầu, thì chúng ta phải giải quyết cái vấn đề đó. Vì nếu không giải quyết được chuyện đó, không giải quyết được cái bài toán đó, những các anh chị em trong cái thế hệ của tôi ở cái tuổi trung niên chứ không còn trẻ nữa, nếu chúng ta thứ nhất là không có tiếp tục, và thứ nhì là không có mở rộng cái sự tham gia của thế hệ của mình trước đi, khoan nói đến những người trẻ, thì 10 năm nữa, 20 năm nữa cái bài toán nó càng ngày càng khó đi. Thì thành ra tôi có rất là nhiều chuyện cũng muốn chia sẻ với các bạn, với quý vị, nhưng để chuẩn bị, để dành, tôi nghĩ là thế hệ của tôi thì nhiều năm nay cũng đã nói khá nhiều rồi, và quý vị đến đây không phải để nghe chúng tôi đâu, mà ngay cả tôi cũng phải để muốn lắng nghe một cái người trẻ hơn nữa, để đem lại chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong suốt 15 năm vừa rồi. Một chút ở đây, mong là quý vị sẽ ở lại để chúng tôi sẽ có nhiều dịp để mà chia sẻ, lắng nghe ý kiến, góp ý kiến, nhất là các anh chị em, các bạn từ ở xa, và có dịp trao đổi thêm nữa. Cho nên xin tạm chấm dứt ở đây, xin hẹn quý vị cho các phần thảo luận sắp tới. Xin cảm ơn anh Kim Bình rất là nhiều. Để thay đổi không khí, và trước khi chúng ta được nghe diễn giả chính trong hôm nay là Nguyễn Tiến Trung, thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị, nếu mà biết bài hát Trả Lại Cho Dân thì cùng hát chung với lại anh em Liên Minh Dân Chủ. Mời quý anh chị Liên Minh Dân Chủ ra để chúng ta hát bài Trả Lại Cho Dân của Việt Khang.